thực vật góp phần điều hòa khí hậu. Ta đã biết thực vật nhờ quá trình quang hợp mà có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp thức ăn nuôi sống các sinh vật khác. Nhưng vai trò của thực vật không chỉ có thế, chúng còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. 1. Nhờ đâu hàm lượng khí carbonic và oxy trong không khí được ổn định? Quan sát hình 46.1. Hãy cho biết vai trò của thực vật đối với việc điều hòa lượng khí carbonic và oxy trong không khí. 2. Thực vật giúp điều hòa khí hậu. Trong cùng một khu vực, nhưng giữa nơi có rừng cây và nơi trống, khí hậu không hoàn toàn giống nhau. Sự khác nhau đó được ghi lại thành bảng so sánh sau đây. Các em kẻ bảng, gồm có 3 cột, 5 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các yếu tố khí hậu. Cột 2, ngoài chỗ trống, mở đóng ngoặc A. Cột 3, trong rừng, mở đóng ngoặc B. Hàng thứ 2, cột 1, ánh sáng. Cột 2, nắng nhiều, gay gắt. Cột 3, ánh sáng yếu. Hàng thứ 3, cột 1, nhiệt độ. Cột 2, nóng. Cột 3, mát. Hàng thứ 4, cột 1, độ ẩm. Cột 2, khô. Cột 3, ẩm. Hàng thứ 5, cột 1, gió. Cột 2, mạnh. Cột 3, yếu. Từ bảng trên, hãy cho biết. Thứ nhất, lượng mưa giữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào? Thứ hai, nguyên nhân nào khiến khí hậu giữa hai nơi A và B khác nhau? Thứ ba, từ đó rút ra kết luận gì? 3. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường. Hình 46.2 là một trong những hình ảnh về sự ô nhiễm môi trường không khí. Khí thải từ khói nhà máy có rất nhiều carbonic và bụi. Để giảm bớt tác hại của những cột khói như thế này, bên cạnh những biện pháp kỹ thuật, người ta còn có thể trồng nhiều cây quanh khu vực nhà máy. Em hãy giải thích tại sao. Lá cây có thể ngăn bụi và khí độc giúp không khí trong sạch. Một số loài cây như bạch đàn, thông có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường trong khu vực khi trời nắng. Qua bài học này các em cần nắm vững. Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí carbonic và nhả ra khí oxy, nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó, thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí. Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực. Những nơi có nhiều cây cối như ở vùng rừng núi thường có không khí trong lành, vì lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường. Câu hỏi về nhà. 1. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxy và khí carbonic trong không khí? Điều này có ý nghĩa gì? 2. Thực vật có vai trò gì đối với việc điều hòa khí hậu? 3. Tại sao người ta lại nói rừng cây như một lá phổi xanh của con người? 4. Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng? Em có biết mỗi năm 1 hecta rừng đã nhả vào không khí từ 16 đến 30 tấn oxy? Oxy thoát ra được gió phát tán vào khoảng không gian rộng lớn, duy trì sự sống ở mọi nơi.